Giáo Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh và trang trí toàn quốc. Thưa quý vị, Bà Xã Đức Huy đang có mặt tại vườn của anh Tám tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hôm nay thì đang đoàn vào trong Quy Nhơn, Bình Định thì đang dừng chân ở Nghệ An thăm vườn của anh Tám. Quý vị ngắm cái không gian vườn của anh Tám. Chào anh Tám chủ vườn nhá. Anh em chào anh. Một không gian nhà cổ quý vị ạ. Nhà cổ một vườn cây. Đây quý vị sẽ được chiêm ngưỡng một cái không gian của vườn anh Tám. Và cảm nhận các anh trong Nghệ An chơi cây. Bỏ toàn bộ cái này nhưng mà kiếm con siêu đóng đóng mở góc bên kia và phải nuôi con này này vút hẳn lên trên này để vờn ra con thì ra thân chỗ này nó bị kẹt. Con này phải làm con siêu nóng bay ra mở mặt ra bên kia, mặt kia mặt kính trời cây nó là lên vườn chơi nóng cây ra thân. Con này là bị kẹt. Còn nếu mà để nguyên con này làm tay một ấy, để nguyên con này làm tay một thì phải bỏ thằng này. Để này. Ngay là nó chập nhau, đất đâu ra mình diễn bông. Nếu mà làm con trực hoành thì con này làm cũng được. Nhưng phải điều diễn lại. Chứ con này là, chứ con này thành tay chốt. Thay đổi nhiều nhiều ra này, bỏ thằng này. Ui, làm cây này. Bắt buộc nó phải, thực ra cũng như mình thiết kế một cái nhà. Mình không để chập phòng ngủ phòng bao hết đấy. Làm kiểu này là kiểu vơ như này, như kiểu làm cái kiểu Sài Gòn. Có cái mầm nào là vơ là dạng tranh tre lứa lá nhà không có thiết kế. Còn cây đã do cây thân pháp bài bản nên nó phải có thiết kế. Như kiểu của nhà mình có thiết kế. Mình thêm cả phong thủy thì điện đặt bếp ở đâu là cái thứ là nó ngăn nắp luôn. Và bao giờ khi mà mình đã có người làm cây. Đây một cái cây tiềm năng ở trong vườn của anh Tám. Chứ khó lắm nói gì dễ thôi. Mẹ học mố mồ. Tình hướng tốt thì sau này cũng là cái cây đẹp sau này. Form đẹp sau này xây dựng một cây trực hoành. Một cái hòn đá nguyên khối này quý vị này. Đây là cốt tán tầng quý vị nhé. Một tác phẩm xanh quê ngay trước mắt quý vị. Quý vị chiêm ngưỡng một cái tác phẩm đang xây dựng cây xanh bám đá của anh. Cũng khá nhiều cây đấy quý vị ạ. Nhưng mà phôi là chủ yếu, tác phẩm thì chưa có nhiều. Bị chiêm ngưỡng một cái phôi của anh, phôi xanh cũng khá già của anh. Chủ yếu là phôi quý vị ạ. Rậm lắm, cũng không có gì để mà chia sẻ cho quý vị. Mọi người vẫn đang tập trung ở một cái phôi tiềm năng ở trong vườn của anh Tám.
Hôm nay lúc phá ban đầu ấy, phải phá thấp, đây nó mới đẹp được. Như sao mà? Một cái túc bám đá quý vị. Không, em đã còn một cái vườn ở trong nước rất rộng, trồng 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 ba đấy, nhưng mà bây giờ em chưa làm lại vườn được. Vườn trồng lắm là mát. Quanh kính thưa quý vị, bà Sa Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim tại vườn của anh Tám tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bà Sa Đức Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.